Đây các bác ơi, một mã cà tím nữa lại về đây này. Đây nó gọi là cà tím siêu dài nhé, tức là rất là dài luôn đấy ạ. Đây, đây là hàng của Trung. Thế thì hàng của Trung này thì đây là các bác nhìn này, đây là có những con ngựa này, đây đây hãng con ngựa đó. Thế thì một gói này nó sẽ được tầm 100 hạt nha các bác nha. Một gói là 100 hạt. Bác nào mà muốn trồng cái loại cà siêu dài như thế này thì chúng ta lấy mã này. Thứ nhất là lẻ mầm rất ok đấy ạ. Bởi vì mã này người ta cũng đắt hơn hẳn đấy nha. Giá tiền nó cũng khác. Đó. Thứ hai là hạt cũng rất là được nhiều, được 100 hạt một gói. Đó. Cái cà tím siêu dài nha. Quả nó sẽ nhỏ và nó sẽ rất là dài. Đó. Đó là mà muốn trồng cái loại cà tím siêu dài thì chúng ta lấy mã này, trồng rất ổn nha, nên chuẩn luôn.